Dạ, lời nói đầu tiên cho Mộc xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Mộc trở về cái ao huyền thoại của Mộc cả nha. Ao hồi trước Mộc giăng lưới á, giăng lưới cá phi rồi cả nha. Thì hôm nay Mộc sẽ hồi chiều qua Mộc có giăng hai tay lưới này nè cả nha. Thì bây giờ Mộc sẽ dùng một kéo trong quá trình giăng lưới á, có cá Mộc sẽ ghi hình lại cả nhà xem nha. Hôm nay cũng quá lâu rồi Mộc mới trở lại để quay trở lại cả nha. Thì hôm dài Mộc mất công chuyện quá trời luôn. Thì có công chuyện trong gia đình đó, thành ra Mộc không có đi quay được. Mong cô chú anh chị và các bạn hãy thông cảm cho Mộc nha. Bây giờ Mộc mời rồi cả nhà để cùng Mộc để trải nghiệm kéo lưới nha. Hôm nay có thành quả để có cá mà cả nhà. Mộc sẽ lại đây Mộc kéo ra lưới dần đây nè cả nhà. Lâu lắm rồi Mộc mới trở lại nhà giăng lưới ở đây nữa cả nhà. Đi có cá không đây? Cả lưới đầu tiên có một đâu, căng ngay đây nha, kéo tay động tiền cái, lạnh quá cả nhà ơi, trời ơi giác, mấy cá nào nhớ ta, hôm này hết cá gì vậy? Những con cá bự quá đóng cả nhà, ó, ó, ôi, quay qua kia nữa kìa, ó, ôi, hai ba con rồi cả nhà. Đây đây con nè, đây con nè, mặt kia quẩn mặt kia nữa cả nhà. Ồ ồ con cá phi, chà bá cá phi luôn cả nhà ơi. Ôi trời ơi, đó cá phi vậy cả nhà. Ra quá, bước xuống đây nè, bỏ dép ra bước xuống. Trời ơi con cá, ồ con cá to đùng luôn cả nhà ơi. Con cá hết biết luôn. Ồ ngoài kia quẩn nữa kìa cả nhà. Đó. Đây nè, đây con nè. Đó. Ngoài kia nữa kìa. Wow, đó, đây con nữa nè. Quấn dối lưới luôn rồi. Sao cái này lưới xem cục luôn rồi. Cá đi vậy nè. Rồi, hết nửa tay rồi cả nhà. Ai da. Mới nửa tay nha. Còn nửa tay bên đây nữa cả nhà. Đây cá nó gậy bên đây nữa nè. Ó ó. Thấy cá nó gậy không biết lúc nào đây. Đó. Cá chừng lên nữa. Cá nè cả nhà. Rồi cái này sấy con rồi. Đây con cá này cả nhà. Lưới này nay cũng dắt dữ lắm rồi cả nhà ơi. Giăng hên xui thôi.
vô con nào dính nè. Mình đi để tay mình đã dính có hai con rồi ta. Rồi hết một tay lưới cả nhà. Anh ta và một sẽ đi kéo ta thứ hai nha, cũng gần bên đây thôi cả nhà, xích gần kia kìa. Đây cả nhà, ta lưới thứ hai dính cá kìa, đó con cá dính lưới rồi đây cả nhà. Cá đang dính lưới luôn cả nhà, nước trong người thấy nó dính luôn nè. Con cá hay gì? Hay giáp gì? Cỏ. Đúng rồi, đâu còn nó cái này. Wow. Cá cái này. Đây cái dính lộn rồi cả nhà. Ồ, con cá bự. Ồ, con cá mẹ, trà bá luôn. Ôi ôi, con cá mẹ. Cá mẹ to đùng luôn cả nhà. Trời ơi, đã chưa? Cá mẹ to đùng luôn. Đã được chứ. Nói tiếp cá mẹ. Trời ơi, cá mẹ. Con cá mẹ này còn gần cả ký cả nhà. Trời ơi, cá mẹ, không biết. Nữa tao đây không có cá đâu không vậy. Để con ở kia gì kìa. Cá gì nó quấn ghê à. Ồ, lộn quá kìa. Trời ơi con cá. Con cá chỉ nhỏ xíu mà nó quấn vô cục dưa cục cỏ nè cả nhà. Quấn cái cục riêu khác biết luôn.
rồi coi nó quấn dính cá xe lưới nè cả nhà, xe vòng tròn luôn. Rồi nửa tay đây có hai con cá à cả nhà. Rồi hết lưới rồi cả nhà ơi. Bây giờ Mộc sẽ đi về nhà gỡ xong rồi Mộc quay thành quả cho cả nhà xem nha. Hôm nay được bội thu được con cá mè quá to. Cá mè to khủng luôn cả nhà. Rồi cả nhà ơi, Mộc đi nhận lưới về tới nhà nè. Nhà Mộc ở lưới nha. Ủa sao không được? Ủa con cá nè. Cá. Cá mè nè cả nhà. Cá mè nè cả nhà. Cá bự ghê không? Quá trời cá mè. Cá mè ký cả nhà. Hôm nay được mấy cá bự rồi cả nhà. Ta lưới kia mấy cá bự, còn cá này, cá này, ta lưới này cá giòn giòn rồi. Tay thứ hai. Cá quá trời luôn. Về hiện đây. Thấy cá không? Ôi cá bự. Ít cá bự hả cả. Wow. Đã chưa? Chừng nhà dân một bữa thì cũng được ăn á cả nhà. Cậu hả? Trong cái ao hổm cậu dân. Ao nào? Ao hổm cậu dân hôm nay cá có trời trọng. Không có bự nhiều. Ủa, ao nào? Ao nào cậu? Ao hổm cậu dân á. Ao trước giờ cậu dân á. Trước giờ ao nào? Cao bữa bữa. Trong vườn chùa. Ờ đặt mà Út mà dẫn mày đều đi đó. Ờ ao bữa đi quay clip bữa vợ chỉ chồng đó. Ừ. Ngâm đó luôn hả? Ừ. Ủa sao gọi không ướt rồi không? Trả coi, mình mày ướt nhẹp nè. Lấy ba đi kiếm cái này mua cho mấy dân à. À, à. Mua nó này bị chảnh ăn hả? Ừ. À. Hôm nay dân không có nhiều nè. Chứ hồi ẩm đang nhiều quá trời luôn. Gì vậy ông? Hả? Đi quẩy không? Có nè. Đúng được, ăn cũng được. Có gì anh? Ở đây chơi đi. Ở đây nhậu mày. Ok đây chơi kìa. Ủa, bán con cá chép. Con cá chép. Con cá bự không à? Bán con cá chép đi. Con chửi. Rồi cái gì ơi. Hôm nay một đi dân được con cá rồi. Có hai cá bự à. Con cá phi chà bá luôn. Với con cá mè. Rồi. Vậy cũng đủ ăn rồi cả nhà. Dạ ký. Ây da. Bây giờ có bọn thân đây tạm dừng cả nhà. Cả nhà nhớ xem cho Mộc một like, một lượt đăng ký nha. Nhớ luôn luôn ủng hộ cho Mộc cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.